PP là gã nào thế? Đám đông Madridista mắt chữ A mồm chữ O thể hiện cảm xúc về bản hợp đồng mà chủ tịch Ramon Calderon đã ký vào năm 2007. Người Real Madrid không biết đến quá nhiều về chàng trung vệ có khuôn mặt xấu trai và quá dữ dằn này. Họ chỉ biết anh đến từ Porto và sở hữu một thể hình cực tốt. Nhưng như thế là quá ít thông tin khi mô tả về một cầu thủ khiến Real phải bỏ ra tới 30 triệu euro. Như một trò đùa, rất nhiều người đã nhận xét như vậy khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi ra một khoản tiền quá lớn cho một hậu vệ trẻ tới từ FC Porto. Lời giễu cợt ấy tưởng như đã trở thành hiện thực khi anh dính chấn thương nặng ngay sau khi cập bến Santiago Bernabeu. Nhưng ngay sau khi trở lại thi đấu, Pepe đã không làm mọi người thất vọng. Trong trận lượt đi El Clasico mùa giải 2007-2008, chàng tân binh người Bồ Đào Nha đã làm kinh hồn bạt vía các cầu thủ của Barcelona. Pepe đã như thể anh đã là cầu thủ của Real từ lâu lắm rồi. Ronaldinho vất vả lắm mới vượt qua được Sergio Ramos thì ngay lập tức anh đã gặp phải Pepe. Nhiều lần Samuel Eto'o, Iniesta và Ronaldinho vượt qua được một hoặc hai cầu thủ của Real và định tung ra một cú dứt điểm thì ngay lập tức họ chạm trán với Pepe. Ở trận ấy, Casillas không có nhiều pha bay người cản phá như thường lệ. Bởi lẽ đa phần các pha lên bóng của Barcelona phải dừng lại khi gặp phải bức tường phòng ngự do Pepe và Cannavaro giăng ra. Không những hiệu quả trong phòng ngự, Pepe còn tỏ ra nguy hiểm trong cả các pha lên tham gia đá phạt. Chiều cao 1m87 của anh là nỗi lo cho hàng phòng ngự vốn không giỏi không chiến của Barca. Pepe hợp với Cannavaro hợp thành bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2007-2008. Hai gương mặt một già một trẻ, một cao một thấp này bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời. Nó gợi nhớ lại trung vệ Cannavaro và Materazzi hồi World Cup 2006 ở đội tuyển Italia. Cannavaro có Pepe bên cạnh đã lấy lại tư chất thủ lĩnh và khả năng đọc tình huống vốn có. Cũng nhờ vào sự kết hợp tài tình này mà Real đã bảo vệ thành công ngai vàng La Liga mùa giải năm đó. Thế nhưng sự thuận lợi ấy không thể trở thành bàn đạp cho sự thành công trong tương lai. Mùa bóng tiếp theo trở thành thảm họa với cả Real lẫn cá nhân Pepe. Họ cay đắng nhìn đại kình địch Barcelona ăn sáu với phong độ không gì ngăn cản nổi. Với chiến thuật tiki-taka huyền ảo của câu lạc bộ xứ Catalonia khiến cho Real chật vật bám theo từng điểm số. Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Real gặp Getafe ở La Liga. Casquero của Getafe trong một tình huống tấn công về phía khung thành Real Madrid. Anh va chạm với Pepe tạo ra một quả penalty, đồng nghĩa với hy vọng ngôi vô địch La Liga chấm dứt. Pepe thì cho rằng Casquero đã ăn vạ để kiếm phạt đền, không thể làm chủ được bản thân. Pepe lao vào đánh tới tấp Casquero đang nằm ở trên sân. Chưa hết, anh còn đấm vào Joan Albin. Kết cục cho cơn say máu ấy đương nhiên là chiếc thẻ đỏ và án phạt cấm thi đấu 10 trận dành cho Pepe. Hành động đó đáng để bị treo giò 10 trận. Không thể đạp đối thủ như vậy, cách hành xử như thế là không thể tha thứ được. Mặc cho đầy những phát ngôn đầy tính ăn năn hối hận và khả định sẵn sàng giải nghệ của Pepe, nhưng ban tổ chức nhất quyết giữ nguyên án treo giò. Kể từ đó, biệt danh gã đồ tể đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi cổ động viên trên toàn thế giới. Các cổ động viên còn kịp sáng tác một bài hát mỉa mai cho anh, trong đó có câu Pepe Culalo, có nghĩa là Pepe đến đây để giết người. Tôi cảm thấy mất kiểm soát, đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Pepe đã khóc, mất rất nhiều thời gian để trở lại với bóng đá. Thậm chí anh đã phải tìm đến những chuyên gia tâm lý để tự giải mã hành vi, nhằm kiểm soát cảm xúc của bản thân trên sân cỏ. Nếu xét trên khía cạnh những chiếc thẻ phạt, Pepe là một trong những người bị hiểu nhầm nhiều nhất trong bóng đá hiện đại. Anh không phải là hạng cầu thủ chém đinh nhặt sắc một cách thô thiển. Hơn nửa thời gian thi đấu cho Real Madrid, trung nghệ người Bồ theo đuổi lối chơi dẫn, nhưng anh cũng chỉ nhận 6 chiếc thẻ đỏ trong 10 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nếu tôi là ác quỷ như các bạn miêu tả, thì tôi đã bị Real, một đội bóng luôn coi trọng hình ảnh, đuổi đi lâu rồi. Song sự thực là Pepe không hiền lành như thế. Nói đến Pepe, người ta sẽ hình dung ngay ra một gã bặm trợn, luôn chơi bóng quyết liệt trên mức cần thiết, sẵn sàng dùng mọi bộ phận trên cơ thể, từ đầu, tay, cùi chỏ, đầu gối và thậm chí là cả gầm giày để ngăn không cho đối thủ tiến gần hơn đến khung thành của đội nhà. Đặc biệt, cầu thủ sinh năm 1983 chơi tiểu xảo kín đáo hơn cả Sergio Ramos rất nhiều. Vì lẽ đó mà số thẻ phạt của Pepe không nhiều như chúng ta tưởng tượng. Chỉ khi nào các pha phạm lỗi không thể qua được mắt trọng tài thì Pepe mới ăn thẻ mà thôi. Suốt một thời gian dài, anh chính là ác mộng với mọi cầu thủ tấn công ở La Liga. Đối đầu với Pepe chẳng khác nào đang cố lao vào bức tường vậy. Đó là câu cửa miệng mà các tiền đạo ngán ngầm thốt lên với nhau. Quả thực Pepe sở hữu một gương mặt và thể hình quá lý tưởng để dằn mặt đối phương. Lối chơi xông xáo, nhiệt huyết của anh có thể vấp phải sự chỉ trích từ đối thủ. Nhưng với các cổ động viên nhà, đó là thứ tài sản vô giá. Khi có người bất chấp cả bản thân để bảo vệ thứ bạn trân trọng, thử hỏi làm sao không yêu anh ta được. Mối quan hệ giữa Pepe với Real Madrid chính là như vậy. Anh là người cận vệ trung thành nhất của màu áo trắng. Các Madridista trân trọng anh vì điều đó. Pepe sẵn sàng nhận thẻ đỏ để ngăn chặn bàn thắng được ghi, không mang tới hình ảnh của bản thân để kéo tay, túm áo đối phương, không cho đi bóng. Hay thậm chí, anh tặng ngay cho tiền đạo đối phương một cú cùi chỏ đau điếng nhằm làm giảm đi nhiệt khí chiến đấu của đối thủ.
10 năm chơi cạnh nhau, Ramos và Pepe thoạt nhìn như hai thực thể đối lập. Một người thì đẹp trai, bóng bẩy đúng phẩm chất quý ông, một kẻ thù xù xì, thô ráp và đầy chất đường phố. Nhưng họ lại tâm đầu ý hợp ở khoản chơi rắn. Quãng thời gian Jose Mourinho dẫn dắt Real, thứ đã khiến Pepe trở thành một hung thần. Anh thường xuyên được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm cho các trận đại chiến, đặc biệt là các trận El Clasico. Nguồn năng lượng vô tận của Pepe khiến cho các ảo thuật gia như Xavi, Iniesta và cả Messi phải lạnh sống lưng. Messi là người đã bị Pepe chăm sóc kỹ càng nhất. Mỗi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là thiên tài người Argentina lại mình mẩy đầy thương tích. Điển hình là tình huống Pepe dẫm vào tay của Messi ở trận tứ kết lượt đi cúp nhà vua năm 2012. Thời điểm ấy, nếu tổ chức một cuộc bầu chọn nhân vật đáng bị khinh bỉ nhất thế giới bóng đá, chắc chắn Pepe sẽ về nhất. Nhưng kể từ khi Jose Mourinho chia tay câu lạc bộ Hoàng gia, Pepe lột xác hoàn toàn. Kể từ năm 2012 cho đến năm 2017, Pepe không bị đuổi khỏi sân bất cứ lần nào. Thậm chí số thẻ anh phải nhận trung bình là 7 thẻ vàng trên một mùa. Con số ấy của Ramos là 15 thẻ trên một mùa. Pepe vẫn giữ cho mình một trái tim nhiệt huyết, đầy máu lửa. Nhưng bây giờ là kèm theo một cái đầu lạnh, kèm theo sự bình tĩnh đủ để anh và các đồng đội có thể làm chủ khu vực trước cầu môn đội nhà. Và Real Madrid thì vẫn luôn cần những trung vệ máu lửa như thế. Những con người ấy chẳng phải chỉ có mỗi nhiệm vụ tắt bóng khi cần mà còn sẵn sàng chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, có khả năng truyền động lực và khích lệ tinh thần đồng đội vào những khoảnh khắc mà đội bóng cần nhất. Năm năm ấy, các cổ động viên được chứng kiến một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử của Real Madrid cũng như của bóng đá thế giới. Anh sở hữu những cú tắt bóng uy lực và chính xác tựa như Paolo Maldini. Khi đã có bóng, Pepe không hề phát bóng một cách thiếu suy nghĩ. Mỗi đường truyền của anh có ý đồ rõ ràng và cụ thể. Nhờ vậy mà Real thời Carlo Ancelotti và Zidane đều rất đáng sợ mỗi khi phản công. Đó là kỹ năng truyền bóng xuất sắc của Pepe. Khoảng thời gian Pepe trở nên hiền lành cũng là lúc Real mở ra quãng thời gian hoàng kim bậc nhất trong thế giới bóng đá. Họ hoàn thành ước nguyện La Decima bằng chức vô địch Champions League 2013-2014. Rồi khi Real trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được danh hiệu cao quý này với hai mùa liên tiếp lên ngôi, Pepe vẫn hiện diện tại dân Santiago Bernabeu. Ở câu lạc bộ có tốc độ đào thải nhanh đến chóng mặt nhưng Pepe vẫn là hòn đá tảng đánh tan hiểm nguy trước khung thành của Real. Nhưng rồi mọi thứ cũng phải có thời điểm dừng lại. Mùa giải 2016-2017, Pepe ra sân rất nhỏ giọt. Zidane muốn trao cơ hội dành cho Varane bên cạnh Sergio Ramos. Mặc dù vậy thì Pepe vẫn cho thấy tình yêu nồng nàn với màu áo trắng. Khi mùa giải trôi về những vòng đấu cuối, dù biết rằng khả năng phải ra đi rất cao, Pepe vẫn luôn cống hiến tất cả sức lực cho Real. Anh từ chối một mức lương lên tới 11 triệu đô la Mỹ tại Trung Quốc để mong ban lãnh đạo kền kền trắng ký với anh thêm 2 năm nữa. Gần cuối mùa, Pepe chấn thương gãy xương sườn trong trận Derby Madrid. Anh cố cắn răng chơi tới hết trận rồi mới chịu chữa trị. Năm cuối cùng tại Bernabeu, người chiến binh ấy chỉ cống hiến được 13 trận. Với Pepe thì đó là cả một sự cay đắng hằn sâu trong trái tim. Thậm chí tôi tin rằng Pepe còn quan trọng hơn cả Cristiano Ronaldo, không chỉ ở Real Madrid mà còn trên tuyển Bồ Đào Nha. Nhìn lại kỳ Euro 2016 mà xem, chúng ta vô địch mà không cần đến Ronaldo trong trận chung kết với Pháp, còn Pepe chính là cầu thủ xuất sắc nhất. Hơn thế nữa, với tư cách là một công thần trụ cột của Los Blancos, cậu ấy xứng đáng kết thúc sự nghiệp của mình theo cách mỹ mãn nhất có thể. Real nên có động thái tri ân Pepe như một huyền thoại thực thụ của họ. Giai đoạn cuối, Zidane và Pepe căng thẳng tới mức không nói chuyện nổi với nhau. Cầu thủ hiện giờ đang thi đấu cho Porto cảm thấy bị đẩy rìa trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải và phải ra đi không kèn không trống. Ở các câu lạc bộ khác, một cầu thủ có tới cả thập kỷ gắn bó như Pepe xứng đáng có một trận cầu tri ân trước hàng nghìn người hâm mộ. Nhưng với Real thì không. Điều đó khiến cho Dani Carvajal cảm thấy nhói lòng. Anh ấy đã ở đây 10 năm và cống hiến tất cả những gì cho câu lạc bộ này. Thật xấu hổ khi anh ấy không thể có một trận đấu tri ân ở Bernabeu, nơi anh ấy có thể nhận được sự hoan nghênh mà anh ấy xứng đáng, nơi anh ấy có thể nói lời tạm biệt. Nếu xét trên khía cạnh kinh tế, huấn luyện viên Zidane và chủ tịch Perez cùng đáng để thông cảm. Pepe khi ấy đã 34 tuổi trong khi Varane và Nacho ngày càng trưởng thành. Hơn nữa, việc ký hợp đồng 2 năm với một lão tướng là cực kỳ khó khăn. Ngay cả Cristiano Ronaldo huyền thoại cũng bị Real bán đi khi đến cái ngưỡng mà họ cảm thấy đã dùng hết tinh hoa của anh rồi. Sau cùng chỉ có Pepe là người đau buồn nhất khi phải chia tay với tình yêu lớn lao trong cuộc đời của mình. Song với các cổ động viên của Real, anh vẫn là một huyền thoại sau tất cả những gì anh đã đóng góp. Đó là vinh dự mà không phải ai cũng có. Trước khi tôi đến Real Madrid, câu lạc bộ được biết đến như một nghĩa địa cho các trung vệ. Họ có những trung vệ tuyệt vời song đều đã thất bại ở đó. Tôi đến từ một giải đấu được nhiều người xem là không có tính cạnh tranh như những giải khác. Nhưng tôi đã chơi ở Real Madrid trong 10 năm và giành được nhiều danh hiệu. Đó là những năm tháng đẹp nhất của tôi và mãi mãi tôi không thể quên.